mãi mãi gửi tóc giả luôn rồi cả nhà ơi, gửi tóc giả luôn rồi. Mới kia lấy đồ đông đơ đẩy lên. Trời ơi, em nghe ông xã CBD đúng không? Đợi em chốt, đợi em chốt. Ủa mày, đợi em chốt mày lấy. Rồi thôi nha ơi. Đây quậy không? Trời ơi! Có phải gì tốt rồi? Lột chạy ra luôn.
Thu Hương giờ lộn chạy ra luôn rồi. Mặc dù lộn chạy ra luôn nhưng mà Hương rất là nhiệt tình nha cả nhà. Hôm nay ra đây là mục đích là vì thương Thu Phương nên là muốn được tương tác mà gọi là xả chết cùng Thu Phương nên là bị bậy đồ ăn. Nói ra hơi trễ thì cả nhà mong thông cảm. Vui vẻ nha cả nhà. Quậy quá chị ơi. Trong thời gian chờ đợi các DJ cả nhà mình hãy xem nữ thủ công Cô Đen. Bây giờ là Thu Phương đã bỏ luôn giày vào cột luôn, cái đầm lên luôn rồi cả nhà, quá trời quá đất rồi. Tới bến Thu Phương ơi. Rất là chúc bông luôn rồi. Vỡ trận luôn cả nhà. Quá trời quá đất luôn. Hôm nay là cái ngày khai trương hôm nay là vỡ trận luôn nha. Đúng rồi.
dữ, quá dữ. Đẹp quá. Cảm ơn cả gia đình mình nha. Đợi mẹ chú Bi, đông quá mẹ. Mẹ xin để xếp cho con mẹ.